nguyện cầu cho quốc thái dân an, bản tánh vạn dân hưởng chữ thái bình an lạc. Ngộ niệm cầu hồi hướng công đức vàng điều lành cho tín nữ thiên nam, kẻ lớn người nhỏ kẻ xa người gần, về đây cúng bà vạn sự bình an kiếp tường viên mãn. Bà địa mẫu chiêu cung nay con dòng mời bà địa mẫu ngự chiêu cung, cầu tay bà bất ân dòng nhẫn nguyện âm dương qua đồng sanh thứ tượng thì biết ra lên ngũ hành, ngũ đồng hành nắm chỉ mà chị em bà ta giang ở bên trong, ta bên dân hữu bên gió đồng về cùng giang sinh cho kịp giờ, giờ đồng thình giờ tí rồi dai dàng. Nay con cầu an cho muôn người, cho muôn nhà, cho sư chủ ở nơi này được khỏe hòa bình an, cầu cho nhà họ được chữ đổi thay, giang điều mong mai trọn niềm lành, nay tâm thành thờ nơi chiếu vàng, nay tâm thành thờ nơi chiếu vàng.
Thank you.